nghiên cứu lại mấy cái đó là giờ, những cái giọng ca và đặc biệt là những cái giọng ca mà cả cái nước Việt Nam cũng như là ở thế giới này không bao giờ quên luôn, đi hết rồi. Đây là một cái giọng ca mà đặc biệt nhất rồi. Hồi xưa mà tôi còn nhỏ là tôi đã mê cái giọng ca của chú Văn Hường. Tôi có một cái kỷ niệm năm 1978, lúc đó là tôi còn ở An Giang, thời đó tôi chưa có đi hát. Tôi nhớ rất là rõ luôn là năm 78, năm nước lụt đó, cái năm nước lụt ở tại Long Xuyên, ở nhà của anh Khải Đờn. Anh đó là gia đình anh là đờn ca tài tử ở tại chợ Long Xuyên. Có một đứa em tên là Mỹ Hạnh học ở trường nghệ thuật sân khấu. Thì lúc đó đó chú Văn Hường này ông xuống hát tại nhà của anh Khải Đờn ở tại chợ An Giang, đờn ca tài tử. Lúc đó ông ca xong thì tới tôi hát, tôi xin hát. Thời đó tôi xin hát cái tôi ca cái tuồng Máu Nhuộm Sân Chùa, cái đoạn mà Nam Ai đó, cái đoạn mà Nam Ai mà sư phụ ơi đó, công lao 20 năm trời dạy dỗ. Thì tôi còn nhớ tôi ca nó rớt. Thời đó tôi chưa có đi hát đờn ca tài tử mà dòng thứ mà gặp được chú Văn Hường thì mừng lắm. Rồi còn gặp thêm một người nữa, đó là Danh Cầm Văn Dĩ, rồi một người ca nữa đó là chú Thanh Mộng, anh Thanh Mộng, một cái giọng ca mà tôi nghe ở trên đài thường lắm. Đó là năm 1978 tôi chưa có đi hát. Thì tôi ca rớt thì chú Văn Dĩ ổng vừa đờn mà ổng vừa nhịp. Tôi nhớ nha, tôi ca rớt nhịp cho chú Văn Dĩ ổng làm đó. Chú Văn Hường thì gõ nhịp gì tôi còn nhớ hoài. Cho đến năm 80 tôi đi hát, tôi vẫn mê giọng hát của chú Văn Hường. Nhưng mà cái giọng ca đó nó mùi lắm, nó là nó ngộ lắm, nó ngân ở trong lòng mà nó ngân trong cái cổ họng của ông, nó mùi nó sâu lắm, đặc biệt lắm. Đó là giọng ca của chú Văn Hường. Tôi hồi xưa tôi thích nghe đĩa lắm, bằng cassette đó. Ngày nào tôi đi hát về thì tôi quên, không phải tôi đi học, đi học về thì tôi cũng mở cái bằng cassette lên để tôi nghe nghệ sĩ hát. Bây giờ muốn đi học ca thì bây giờ đi học ở đâu? Tôi hỏi chứ con ở đâu? Nó dạ tôi ở Kiên Giang. Con ơi, con ở Kiên Giang xa quá. Mà hiện tại con làm cái gì? Con đang làm nghề gì để nuôi sống bản thân? Năm nay con bao nhiêu tuổi? Nó nói là năm nay nó 23 tuổi. Tôi nói 23 tuổi. Nếu tính ra đó thì nó luốt đi cái tuổi học.
nhưng mà tôi cũng nói thôi bây giờ gì em đam mê hay là em học để em giàu nghề để em trở thành một nghệ sĩ. Nó nói dạ em đam mê. Cái tôi mới nói em ơi, nếu em đam mê, đây là anh có một lời khuyên, phải như mà em học rồi em trở thành một nghệ sĩ để em đi hát nuôi bản thân thì anh sẽ ủng hộ và anh động viên. Nhưng em đam mê thì thôi học. Nếu em ở Sài Gòn thì em đến chỗ chú Thanh Tuấn hoặc là những cái lớp học đó người ta dạy đó thì em đến rồi em học, vừa học vừa đi làm có tiền mới đi học được. Còn bây giờ em ở Kiên Giang em học như vậy thì nó bị cái lộ trình nó bị nghịch quá. Thôi thì bây giờ gì anh trao đổi với em chút xíu. Tôi nói đây để tôi nói luôn tất cả những người mà đam mê cái nghề này, muốn bước vào cái nghề này, nếu như ai muốn đi cái nghề này là phải còn nhỏ chút, phải từ 20 tuổi thì mình đam mê thì mình học từ từ. Học nó có hai cách. Thứ nhất, nếu mình có điều kiện thì mình đi học. Mình chưa có điều kiện, mình phải đi làm để mình lấy cái tiền đi làm là mình học. Không có làm bận biểu gia đình. Đó là như vậy. Thì học là như thế này. Đến lớp học thì nó căn bản, nó mau, nó rất mau. Chú nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, rồi hay là bên Trần Vũ Trang, hay là bên trường học của trường cao đẳng của sân khấu điện ảnh, rồi ở bên Trần Vũ Trang có lớp học, có lớp dạy ở đó. Đó là như vậy. Còn nếu như đam mê mà quý vị không có điều kiện để học, rất dễ chứ không có gì khó. Hồi xưa tôi cũng đâu có ai dạy, đâu có ai dạy tôi. Tôi đi làm lơ xe, tôi đi làm lơ xe rồi tôi mới mua bài ca vậy đó. Đó, ngày nào tôi cũng mua vậy đó. Tôi mua những cái bài ca rồi tôi ca cho nó phục, mà đâu có biết nhịp. Mở cassette lên, mở cái thế lên rồi nghe ca, rồi lấy cái bài ca này ca theo. Ví dụ như cái bài ca này nó là bài Chợ Mới đi, thì ở trong kia nó cũng có một bài giọng cổ thì mình cứ ca theo đi. Bởi vì sao? Câu giọng cổ thì nó có 6 câu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Câu 1 thì nó có cái cấp. Câu 2 thì nó có cái sang. Câu 3 thì nó có cái hò. Hò liêu gì cũng là một thứ. Câu 4 cũng là cái hò. Câu 5 là nó ra cái xề. Câu 6 là dứt liêu. Liêu hoặc xề thì nó cũng là câu 6. Thì mình học đi. Cho nên các bạn, tôi một thời đã qua rồi. Hồi đó tôi không có được học, tôi chỉ học lớn thôi. Trời ban cho tôi là được gặp ông Minh Cảnh để tôi học cái giọng ông Minh Cảnh. Nếu không có ông Minh Cảnh thì chắc không có tôi bây giờ. Mà không phải như tôi thích anh Minh Cảnh mà tôi bắt chước anh Minh Cảnh, không đâu. Cái ngân của chú Văn Thường, cái âm mùi của chú Văn Thường, cái ngân của ông Út Hiền, cái ngâm của ông Dũng Thanh Lâm, những giọng ca hồi xưa đó, người ta ngọt, người ta mùi, nghe nó đi sâu vào lòng. Mà ca đó phải mệt, còn ca không mệt thì không bao giờ hay. Ca không mệt là bởi vì sao? Là ca ở ngoài miệng. Còn ca cho nó mệt là ca từ ở bụng đưa lên. Ở bụng đưa lên đó là lấy cả cái tâm hồn, lấy cả cái máu tim của mình trút vô cái bài ca giọng cổ thì nó mới có cái âm hưởng mùi, nó có một cái cảm tình. Thì nhìn cái bản mặt xấu lắm. Ca là tròn dành rõ chữ là nó xấu cái miệng. Còn ca mà cho nó đẹp cái miệng thì xin lỗi, không bao giờ hay được. Không hay đâu. Ca phải cho xấu cái miệng thì nó hay. Tự nhiên. Là bởi vì nó là đánh dần có âm rõ. Những cái chữ cái A, B, C đó
nó nằm ở chỗ nào, cái lưỡi, cái môi mình phải bậm lại hả hả ra. Tôi nói luôn để cho các bạn học, chắc có lẽ là đây là cái duyên mà được quý vị. Thì thôi cho tôi tâm sự, tôi gửi đến những người mà điện tới tôi muốn học, tôi nói tôi ca còn chưa rành thì làm sao tôi dám dạy quý vị. Bởi vì sao? Cái nghề này là phải học, 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 học hoài. Không phải mình học một mình Minh Cảnh, không phải học một mình Minh Dương, Minh Phụng, Thanh Tứng, vân vân, mà phải học luôn kể cả cái người không chuyên. Cái người không chuyên đôi khi người ta cũng có một cái giọng rất hay, mình tìm ở người ta có một cái chỗ nó hay đó, mình tìm tới cái chỗ đó. Bởi vì giọng cổ này nó phong phú lắm, ca phải mới, ca phải mới, bài ca phải mới. À, đó là chứ không phải bài nào cũng ca vậy hết, nó không phải vậy đâu. Bài ca giọng cổ mà muốn cho người ta nghe để mình cuốn người ta đó, người ta đang nói chuyện gì đó mà tự nhiên mình cất cái giọng lên, mà tự nhiên người ta không nói chuyện mà người ta xây qua, người ta nhìn mình, đó là thành công, đó là người nghệ sĩ hát thành công. Còn bây giờ mình ca mà người ta đang nói chuyện, người ta không quan tâm tới cái giọng ca mình, chưa thành công. Thì ở đây tôi nói chưa thành công là như thế nào, là mình hát ở ngoài miệng, mình hát đơn giản, mình hát đơn giản, mình hát đơn giản, mình hát giống như trả bài vậy đó. Đó là người nghệ sĩ không bao giờ phải biết được cái đó, mà muốn biết được cái đó là phải nghiên cứu rồi học rồi phải ca thử nữa. Đờn cũng vậy, đờn cũng vậy. Thưa với quý vị, tôi nói luôn cho mấy anh nhạc sĩ nghe, mấy ông biết có nhiều khi đi hát đờn đó, mình nói câu nói đại, nó đi đờn đám ma, đi hát đám ma đó, có nhiều ông đám ma đờn đó, xin lỗi, đờn rất hay, nhưng có nhiều anh đờn cũng chưa có chuẩn lắm. Thì người nghệ sĩ người ta muốn đờn hay, người ta ca nó mới đã. Đờn không hay, người ta không ca, người ta phải mở cái máy đĩa, đờn đĩa lên, người ta ca. Thì cái người đờn nó tủi thân, buồn. Đối với cá nhân tôi không, tôi ca một bài để cho cái ông đờn ông vui, hay dở gì tôi ca cho ông vui đi. Nếu cảm thấy ông đờn tốt tôi ca tiếp, không tốt mở cái đờn đĩa ra ca. Dù gì mình cũng làm cho ông vui rồi, chứ đừng thấy người ta đờn dở mà không ca, mình làm cho người ta buồn. Rồi mình ca dở đó, người ta chê mình buồn không? Buồn chứ sao không buồn, phải vậy không quý vị? Thôi thì ai cũng muốn hát tốt, ai cũng muốn đờn tốt, nhưng chưa tới. Từ từ quý vị ơi. Cho nên dù hay dù dở vậy, quý vị cũng cho người ta một lời đẹp, một lời tốt, giống như mình ban cho người ta một cái lời tốt, một cái lời an ủi, là mình đem cái từ bi đến cho người ta là mình được phước. Còn bây giờ mình chửi người ta hát dở quá, đi về đi, già rồi hát gì nữa, đúng chưa? Không nên. Tôi xin thưa với những người mặc cờ mem đó, tôi nói thiệt, không quyền thì đồng ý, nhưng nó có cái này chị, không chị, em nói chị nghe gì? Ví dụ bây giờ thấy người ta ca dở, lướt qua đừng nghe. Còn nếu như thấy người ta ca dở, anh ơi, bữa nay anh có mệt không, anh có bệnh không, thôi ráng học lại, hay là cái gì đó, khuyên người ta câu, hiểu không? Ai cũng như mình đó, là đâu có việc, cái xã hội đâu cần phải nói đâu. Cho nên bây giờ em mới nói nè chị, em mới nói nè chị, giờ còn nữa nha. Nhiều khi chị đi ra ngoài đời, chị đụng chạm với họ, thì họ thấy chị hát, họ ghét, họ chửi. Không có gì đâu nữa. Dạ. Tôi. Bữa đó tôi ca cái bài Sầu Vương Ý Nhạc tại năm ba của Quốc Hùng. Tôi ca xong, cái anh bạn đó, anh yêu cầu tôi lên tôi ca, thì hầu như là cũng được lòng mọi người lắm. Nhưng có một người, mà người đó là nghệ sĩ, tôi biết người đó luôn, nhưng tôi không nói. Người đó comment vô nói vậy nè: Minh Tâm,
hát như vậy là làm ô uế ô danh của nghệ sĩ Minh Cảnh. Mà tôi biết người đó, tôi biết cái người đó đó, tôi phải được comment cho tôi biết tên người đó, và tôi biết luôn người đó là người đó là nghệ sĩ. Tôi biết, tôi không giận cười, tôi giận bình cười. Đó là sở thích. Rồi, tôi tâm sự như thôi. Tôi gửi đến những người mà muốn đi học hát đó, có điều kiện nên đi học, không điều kiện vừa làm vừa học. Mà học, nếu đi làm nghề được thì nên học. Đam mê thôi, ở nhà mở cái đĩa lên, mở cái điện thoại lên, thích cái nghệ sĩ nào hát, nghe cho đã, nghe cho thuộc, ca theo. Từ đó bắt đầu, khi mà mình ca rành rồi đó thì mình mới trở lại cái giọng của mình. Tức là khi mình chưa biết thì mình ca theo người ta, mình bắt chước. Ca rành rồi mình trở về cái giọng của mình. Đó là như vậy rồi thôi. Tôi xin chào quý vị nha. Đó là những gì tôi nói bằng trái tim của tôi. Chào quý vị. Rồi xin chào quý vị. Bây giờ do tôi đốt nhang xong rồi tôi sẽ ca bài. Okay. Yeah.